Diện tích thì anh được 1 hecta, là canh tác tính đây khoảng 40 năm về, cô cha truyền con nói tới giờ. Nói chung là anh cũng mới làm đây thôi, mới ra riêng rồi mới làm riêng sau này thôi, rồi hồi trước là mình chung. Đã lớn lên là đã biết là có cây mía rồi. Giống như hàng triệu hộ nông dân khác ở Việt Nam, trong vài chục năm qua, gia đình anh Hùng và chị Ánh sống dựa vào nguồn thu nhập chính từ cánh đồng mía. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang đem đến những ảnh hưởng nặng nề, Việt Nam hơn bao giờ hết cần đảm bảo tăng trưởng xanh và sự phát triển bền vững trong ngành năng lượng. Là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á, Việt Nam có tiềm năng to lớn để phát triển năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng sinh khối. Những nghiên cứu khoa học gần đây đã cho thấy, tính đến cuối năm 2014, Việt Nam vốn đã có thể khai thác khoảng 20,67 triệu tấn phụ phẩm gỗ và 52,91 triệu tấn phụ phẩm nông nghiệp, chủ yếu là trấu, rơm và bã mía. Việc khai thác các nguồn nguyên liệu sinh khối này để sản xuất năng lượng sẽ góp phần giảm lượng phát thải khí nhà kính, tác động môi trường cũng như đóng góp vào phát triển nông thôn. Dưới sự ủy quyền của chính phủ Đức, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ đã luôn đồng hành hỗ trợ Việt Nam trên con đường hướng tới một tương lai năng lượng sạch hơn và bền vững hơn. So if we look at this context, there are three opportunities for biomass energy production that we believe we should exploit. So the first one is that there are already existing biomass energy resources, basically residues from biomass production, that can be easily used. We can do so for clean and renewable energy, which means that we are reducing greenhouse gas emissions, and we can also reduce local pollution. And the third issue is, and the third opportunity that we believe is related to biomass energy production, is that the investments in the agricultural sector in these type of technologies also help promote the agricultural sector per se. So basically, in order to make use of these opportunities, GIZ, on behalf of the German government, supports Vietnam in the further development of biomass energy projects. Trong Quy hoạch Phát triển Điện lực Quốc gia sửa đổi 7, Chính phủ Việt Nam đã đặt ra mục tiêu tăng tỷ trọng điện sinh khối lên 1% vào năm 2020 và 2,1% vào năm 2030, đáp ứng nhu cầu điện năng của 1,9 triệu người và 8,5 triệu người. Tại Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn Lasuco, điện sinh khối từ bã mía được sản xuất song song với sản xuất đường. 33,5 MW điện bã mía mỗi năm không chỉ đủ cho hoạt động của toàn bộ nhà máy mà còn dư một nửa bán cho thị trường và đem lại doanh thu 50 tỷ đồng mỗi năm. Từ năm 2015, GIZ đã góp phần hoàn thiện khung pháp lý cho điện sinh khối tại Việt Nam thông qua hỗ trợ phát triển quy hoạch năng lượng sinh khối tại hai tỉnh Gia Lai và An Giang. Đây là những địa phương có tiềm năng lớn về năng lượng sinh khối dựa trên sản xuất nông nghiệp. Các kế hoạch này cung cấp một bức tranh toàn diện về tiềm năng năng lượng sinh khối của tỉnh, đồng thời đem lại cơ hội tiếp cận nguồn tài chính khí hậu quốc tế và khuyến khích đầu tư tư nhân. Là nếu như mà xây dựng được quy hoạch này và chúng tôi sẽ kêu gọi được các nhà đầu tư tạo được công ăn việc làm trên địa bàn tỉnh An Giang để phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện được cái việc là phát triển cái năng lượng xanh theo đúng chủ trương của nhà nước. Ngoài việc hỗ trợ phát triển chính sách, GIZ cũng đã thúc đẩy các cơ hội đầu tư vào sản xuất điện sinh khối của ngành mía đường bằng cách hỗ trợ 5 nghiên cứu tiền khả thi tại các nhà máy đường Nasuco, Lasuco, Đắk Lắk, Phụng Hiệp, Vị Thanh. Những nghiên cứu này giúp các nhà máy đường nhận thức rõ các cơ hội đầu tư và xác định được tiềm năng sản xuất năng lượng sinh khối. GIZ hết sức quan tâm đến vấn đề năng lượng tái tạo. Do đó nên nó đã giúp chúng tôi trong cái việc là xây dựng các cái đề án, dự án và kết nối với các nhà tài trợ nước ngoài
thì để có thể là hỗ trợ vốn để mình có thể mở rộng được công suất năng lượng tái tạo này lên hơn. Được hỗ trợ hướng dẫn của JIT, chúng tôi đã xây dựng được cái dự án tiền khả thi thì là khá tốt, và JIT cũng đã đưa đi thẩm định, và trên cơ sở đó dùng cái dự án tiền khả thi này để gọi vốn. Năng lượng sinh khối ở Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn phát triển ban đầu. Vì vậy, để thúc đẩy sự phát triển của ngành, cần có những hoạt động chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn quốc tế cho các đối tác. Với sự hỗ trợ của GIZ, gần 200 chuyên gia từ khoảng 100 tổ chức trong ngành đã được tham gia các khóa đào tạo trong hơn 16.000 giờ. Một trong những đối tác chính là Hiệp hội Mía đường Việt Nam, một tổ chức phi chính phủ hỗ trợ các doanh nghiệp và các bên liên quan trong ngành mía đường. GIZ là đã nắm bắt được những nhu cầu của ngành điện sinh khối, mà đặc biệt trong mía đường chúng tôi thì đã hỗ trợ chúng tôi từng việc, từng bước trong vấn đề lựa chọn công nghệ thiết bị để xây dựng quy mô, cũng như là đang chuẩn bị cái dự án đào tạo cán bộ nguồn năng lực cho ngành điện sinh khối của mía đường. Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển hơn nữa năng lượng sinh khối. Tuy nhiên, cần một cơ chế tài chính ưu đãi hơn để thúc đẩy phát triển lĩnh vực này. Mức giá hiện tại là 5,8 xe Mỹ 1 kWh cho các dự án nhiệt điện đồng phát và 7,4 xe Mỹ 1 kWh cho năng lượng sinh khối được đánh giá là chưa hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Viện Tăng trưởng Xanh Toàn cầu GIZ đã hợp tác với GIZ và đồng tài trợ cho các nghiên cứu tiền khả thi về dự án sản xuất điện từ bã mía nhằm mở ra cơ hội cho đầu tư tư nhân vào lĩnh vực này. Until the end of 2016, the estimated installed capacity of biomass in 40 sugar mills was about 368. So just below 370 megawatts. Based on our analysis, if bagasse can be used in combination with other types of fuel, plus of course with some favorable conditions like a good tariff, that is an appropriate feed-in tariff, and an appropriate power purchase agreement, then the capacity of the industry can go up to 1,000 megawatts. Chúng tôi rất cần một cơ chế và chính sách về mặt tài chính. Một là cái hỗ trợ đầu vào, là phần tiến dụng đầu tư. Hai là phần giá cả. Nếu như chúng ta có một chính sách, có một cơ chính sách giá phù hợp, thực sự khuyến khích đối với lĩnh vực này, thì tôi nghĩ rằng cái khả năng phát triển điện sinh khối trong lĩnh vực mía đường sẽ còn tăng hơn. Xây dựng một tương lai năng lượng tốt hơn và xanh hơn là yếu tố quan trọng cho an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Không chỉ có vậy, hỗ trợ năng lượng sinh khối từ GIZ cũng góp phần định hình một tương lai đáng sống cho người dân Việt Nam.